Xin chào tất cả các bạn, chúng mình đến với bài tìm hiểu về Floating-Point Literals là các cái hàng giá trị dấu chấm đồng. Floating-Point Literal là biểu diễn và lưu các số thực. Là số thực là các số có các phần nguyên, phần thực, phần phân số và phần mũ, và có thể lưu hoặc ở dưới dạng là thập phân, phải bao gồm là phần nguyên hoặc là ở dạng phân số hoặc là cả hai, và ở dạng mũ thì sẽ phải là bao gồm cả là phần giá trị và phần mũ. Có hai kiểu số thực, đó là kiểu double và kiểu float, và giá trị của kiểu float thì sẽ được đặt chữ F ở sau, tức là F nhỏ, F thường hoặc là F hoa. Ở trong phần demo sẽ demo về floating point literals là hàng giá trị dấu chấm đồng. Kích mở dự án ở trong Visual Studio và kích phải lựa chọn Add, lựa chọn New Item và đặt tên Floating Point Literals và nhấn Enter. Ở trong cái nội dung của file sinh ra thì chúng ta có thể là copy các cái nội dung của file cũ và dán vào trở lại, và chuyển trở lại nội dung của file cũ và đổi thành là message. Thì lúc này có thể là bỏ các cái nội dung xử lý ở bên trong của là main và tiến hành là khai báo bằng thư viện. Đây thì chúng ta có thể là sử dụng thư viện IO Manipulate, và khi đưa thư viện vào sẽ là tiến hành tạo ra các biến F1 và gắn giá trị 2, thì lúc này 2 sẽ trở thành là giá trị thập phân hay là giá trị có cái số dấu chấm đồng. Và tiếp tục là định nghĩa biến F5 và gắn cái giá trị đó là 3.0 F và khai báo biến F5 bằng, và lúc này thì chúng ta có thể là xác định 3.1234567 và F, và có thể khai báo F5 for, và giá trị số dấu chấm đồng thì có thể là được viết dưới dạng khoa học, ví dụ là 3.1 và ký hiệu đó là A, thì lúc này chúng ta có thể viết A lớn hay là A nhỏ thì đều được như nhau, và sau đó là dấu cộng là cộng cho 5 F. Và sau khi đã tạo ra các cái giá trị của các biến thì có thể hiển thị ra các thông tin F1 Inline để xuống dòng, và tương tự như vậy thì có thể hiển thị ra giá trị của các cái biến F2, F3, F4, và kích vào Run để thực hiện chương trình. Và kết quả là hiển thị ra được các cái giá trị. Thì chúng ta có thể thấy là các cái giá trị được xuất hiện đầu tiên là khi gắn với F1 thì giá trị 2 sẽ xuất hiện, và số 3 là cái giá trị 3.0 mà đã được gắn vào cho F là 52, và giá trị đó là 3.12345, thì các cái giá trị sau tức là 78 sẽ bị cắt đi và chỉ hiển thị đó là 1234 như thế này, và giá trị đó là 3.1 A cộng 5 F, thì đây là giá trị của cái số đó là 310000, và khi mà viết theo cái dạng là khoa học như thế này thì sẽ tương đương với 3.1 nhân cho 10 mũ 5. Thì lúc này chúng ta có thể là xác định cái cộng 5 hay là trừ 5 thì sẽ ra được cái giá trị cuối cùng của cái số thực được lưu. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét là khai báo các cái biến có cái kiểu double và T1 bằng, và có thể là gắn cái giá trị 2 thì cũng tương tự với là float, tuy nhiên là không cần phải là sử dụng các cái hậu tố ở đằng sau. Và 3.0 thì lúc này 3.0 có kiểu dữ liệu ngầm định, đó là kiểu double, và vì vậy cũng không có các cái hậu tố đi kèm sau. Và T5 là xác định các cái giá trị 3.1234567 8, và tương tự như vậy thì có thể là hiển thị ra T5 for và viết theo cái ký hiệu khoa học. Và lúc này thì chúng ta có thể a lớn trừ và trừ cho 3 và có thể hiển thị ra các cái giá trị của các cái biến là genome1 và endline để xuống dòng. Và trước khi hiển thị thì chúng ta có thể là hiển thị ra các cái nội dung dấu gạch như thế này. Và sau đó là shift N để xuống dòng để tạo ra các cái phân cách giữa cái phần hiển thị số float với các cái phần hiển thị số là double và inline để xuống dòng. Và tương tự như vậy là nhấn Ctrl D để là sao chép cái dòng hiện tại ra thành là nhiều dòng và thay đổi tên của biến đó là genome tree, genome 4 và kích vào Run để thực hiện chương trình. Kết quả thực hiện thì sẽ cho các cái giá trị thì lúc này chúng ta có thể thấy là genome1 thì khi hiển thị ra thì sẽ hiển thị giá trị đó là số 2. Và với là genome2 là 3.0 thì khi hiển thị ra cũng là hiển thị cái giá trị đó là 3. Tức là cái phần mũ là sẽ không có và lúc này chỉ có hiển thị cái giá trị nguyên. Và khi viết đó là 3.12 thì cũng tương tự với cái phần float thì hiển thị ra là 3.123456. Và ở trong cái nội dung của là genome 4 thì viết theo cái kiểu khoa học thì lúc này chúng ta có thể là 3.1 và nhân với là 10 mũ là trừ 3. Thì giá trị cuối cùng của ở đây là sẽ bằng là 0.0031. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét các cái trường hợp là định dạng hiển thị cho các cái giá trị floating point thì lúc này sẽ sử dụng cout và xác định đó là double type number và lúc này thì gọi thực hiện là set precision và hiển thị là 3 và sau đó là hiển thị giá trị của lần genome tree và sau đó là hiển thị inline để xuống dòng và kích vào Run để thực hiện chương trình. Kết quả thì chúng ta có thể thấy là giá trị 3 thì có nghĩa là thiết lập 3 cái ký tự ở sau cái phần nguyên. Thì lúc này là dấu chấm được sử dụng như là một cái ký tự và 1, 2 là hai cái ký tự còn lại. Và ở đây thì có thể là tiếp tục là hiển thị các cái nội dung. Đầu tiên là cái double type number mà sẽ là sử dụng fit và sử dụng genome tree và endline để xuống dòng. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể là hiển thị cái giá trị với một cái cờ mới đó là scientific và kích vào Run để thực hiện chương trình. Và cái kết quả lúc này thì chúng ta có thể thấy là các cái định dạng hiển thị giá trị đó là đầu tiên đó là 3.12 và với cái phần fit thì giá trị sẽ hiển thị ở cái dạng đó là 3.123 và ở đây là dạng scientific sẽ hiển thị ở dạng đó là 3.123 nhân với a cộng 0 tức là a mũ 0 là bằng 1, có nghĩa là nhân với 1 là bằng chính cái giá trị mà chúng ta đã gán vào ở cho cái số đó là 3.123. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học tiếp theo. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.